được nha. Ô ba, thật vô nghĩa. Cuộc đời em giờ trao cho anh, em mong anh thương em thanh xuân còn lại, cả cuộc đời em gả cho anh. Về bên luôn không có cái gì anh ủng cưới gì hết. Sao bác phải vứt ảnh cưới của anh kia chứ? Sao bác đáng không? Sao bác quá đáng đấy bác? Đáng cái gì? Nhận mày nữa, bây giờ ra ta cho mày xuống sông luôn. Đi vào đưa cho Thư cái hộp bánh xong anh em mình đi mua quần áo sâu nhá. Ok anh, đi vào đưa cho chị Thư hộp bánh đi. Có gì đi không? Bây giờ nha, ta cái ảnh này nữa, cái Thư không nào có dâu của tao nữa. Bây giờ ta mang ra sông ta vứt. Ô, bác không vứt đâu. Không, bác phải vứt. Bây giờ mang ra sông bỏ. Bác ơi, cái ảnh này là ảnh một đời người chỉ có một lần thôi, ảnh kỷ niệm kia Thư. Kỷ niệm cái ảnh rách này, treo chặt bác thích cái này mà bác vứt đi là kỳ lắm đây bác ạ. Vứt như thế đâu bác. Ủa bác không được vứt như thế. Mày cứ đừng nổi gian, mày đừng có gì không được. Cháu nó bảo là không được vứt mà bác bỏ ra. Không, bác bỏ ra đi bác. Không cho bác vứt đâu. Không vứt đi. Nào mà chị ấy. Sao bác lại đối xử với Kiên với Thư quá đáng như vậy? Bây giờ ảnh cưới này, bây giờ bác này bác vứt đi cái này đắt tiền lắm chứ phải rẻ đâu. Cái này tiền bác thì không đáng vứt được. Cái ảnh này phải mười mấy triệu em bác ạ, không phải rẻ đâu. Mười mấy triệu thôi, mười triệu không. Bác bỏ xuống bác. Cái gì của tao nữa? Mày tiền đấy nhá! Tao mang ra xong rồi. Thôi bác không? Không luôn. Đi, đi chị trả xe đi. Cháu xin bác đây bà, đừng có làm thế. Bây giờ bác... Bây giờ không là cái gì cả. Cái này bác mang đi. Mình vứt xong rồi, tiền kỳ lắm đấy bác ạ. Bác đừng có làm cái gì? Thôi bác. Cái gì bỏ cái này ra? Không có đi đấy. Đây xuống đi. Mày nghĩ mày đi nữa hả? Bác nghĩ cơ đi bác. Mày ơ? Mày đánh ai đây hả? Sao mày? Mày đánh ai đây hả? Mà nó... Mày cứ giữ xe ra trong ngay đây. Mày đi đây. Mày làm nào? Nào. Quay xe đi. Tao cho mày lấy đi đây. Mày làm gì được? Đấy cái này. Bác bỏ ra. Cháu nó bảo bác bỏ ra. Bỏ ra đi bác. Cháu không cho bác mang đi đâu. Bác bỏ như thế bác. Mày đánh ai đây hả? Mày nhớ những người à? Này. Mày đi ra. Mày đánh ai đây hả? Mày đánh ai đây? Nè, con chó này. Sao không? Đánh con chó rồi. Sao? Mày khốn nạn rồi nhá. Khốn nạn rồi. Nào mang ra xong nó vứt luôn. Ngờ bác như vậy luôn. Để bây giờ anh gọi điện cho Kiên đi. Bây giờ gọi làm gì nữa? Bây giờ anh với em chạy ra cho anh Kiên luôn đi. Gọi làm gì? Thế thôi đi, anh em mình đi tiện đường đi luôn đi. Giờ đi luôn đi gọi. Đi nói cho Kiên. Mất thời gian. Cay thật đấy con chó này. Cay thật. Khốn nạn. Nó cố nạn thật. Đi quay xe lại đi, ra bảo anh Kiên mau. Kiên đang ở đâu, đi tìm hết chỗ nọ chỗ kia rồi không thấy. Ôi, đi tìm nãy giờ, đang chỉ gấp mà. Bây giờ sang nhà vợ Kiên xem là có Kiên ở đấy không. Ở đây ạ, anh với em sang nhà chị Thư coi. Không ngờ bác như vậy luôn. Bác cố nạn thật đấy, sao? Do của nó cả. Thôi, xuống đi. Ô, Dũng ơi. Dũng ơi. Coi Kiên bên đây không bạn. Có Kiên đấy không? Anh Kiên qua nhà, anh Kiên trong nhà đấy. Bạn kêu anh Kiên ra đây mà. Kiên ơi. Sao đây? Anh Kiên ơi. Bạn về nhanh đi, mẹ bạn cầm cái ảnh cưới bạn mang đi. Với bố anh mang đi vứt rồi. Vứt ở đâu xong rồi đi kìa, tôi cản không được ấy. Bọn em cản không được anh ạ. Bảo vứt ở ngoài xong về đâu, ngoài đi kìa. Nhưng mà đang đâu? Đang, không biết, đang đi ra rồi. Đi ra ngoài xong rồi, tôi biết xong nào ấy. Đi bây giờ đi luôn anh ạ. Đi ra xong, lấy xe ngoài xe đi để anh ra. À xong rồi, Vâng, xong anh ạ. Xong không biết xong nào luôn. Đi, nhanh anh. Nhưng mà bạn không sao, bạn không cản lại. Cản, không cản được, nó đánh tôi một chân đây này. Còn anh nó đánh, anh bíp anh ạ. Đi ra đi. Đi, bây giờ đi. Mà mẹ nó giúp anh à? Vâng. Ôi. Đi. Ừ, cháu biết nó... Bây giờ không biết sao đây. Không biết nó vứt ở sông nào. Đi mới đi anh ạ. Mới đi thôi. Đi lâu chưa? Mới đi anh ạ. Thôi bây giờ vợ vào. Đây, gặp bạn đây. Ở chỗ nào? Biết ở sông, bảo ở sông dưới đây này. Đi thẳng với anh. Chả biết được gì nữa. Đây thật. Ô, đây anh ạ. Ngờ bác như vậy luôn. Ôi, trên kia kìa. Trên kia anh ơi. Đây này.
nha. Ôm ba. Thật vô nghĩa. Cuộc đời em giờ trao cho anh. Em mong anh thương em thanh xuân còn lại. Cả cuộc đời em gả cho anh. Về bên luôn. Không có cái gì ảnh ủng cưới gì hết. Sao bác phải vứt ảnh cưới của anh kia chứ như thế? Sao bác quả đáng đây ba? Nhận mày nữa, bây giờ ra ta cho mày chứng xong luôn. Con hỏi mẹ nhá, bây giờ mẹ vứt ảnh cưới như thế làm sao được, vứt ảnh cưới kỵ này. Như cái gì? Ủa anh ơi. Cho mẹ đi. Đáng phải hết ảnh luôn. Ảnh của con. Quả đáng vừa mới phải thôi. Phần làm dấu đời mấy ai thương. Bên anh một đời mong được người thương. Mẹ ta công nhận mẹ con là con dâu rồi. Bẩn hết rồi. Hỏng hết rồi. Con rồi. Nó hỏng luôn. Ngờ bác nghe luôn. Đây là một cái con bảo con là chỗ ảnh cưới mà mẹ vứt thế này. Để vứt đi để làm gì ta. Hỏng hết rồi này. Bác quá đáng rồi thôi chứ. Bây giờ con kia mày xui. Ăn rồi đi để. Giờ bác không nhận nó là con dâu luôn. Đi đi chúng ơi. Ta không nhận mày là con dâu ta nữa, ta cho mày ra thôi luôn. Mày nói cái gì? Do mày hết đây nghe chưa? Mẹ nghe được con Phương ơi, mày làm cái gì? Mày làm cái gì đây? Hả? Mày xui dại mẹ tao với này cứ như thế nào? Em xui đâu? Hả? Mày xui dại với này cứ như thế nào? Mày bố láo gì? Giờ mẹ không nhận tao này nữa, mẹ phút rồi. Hỏng hết ảnh của con rồi. Tao không ưng mày nữa, tao cho mày ra thông luôn. Ảnh gì? Bây giờ ảnh cưới của tao với cả Thư mới cưới nhau về có 2 tuần ngày hôm nay. Mới 2 tuần mà mày xui dại bác với lại ảnh cưới tao đi. Hóng ngày cưới rồi này. Em không xui gì cả, giờ bác không nhận nó là con dâu nữa thì bác vứt đi thôi. Tao cho mặt mày toàn bùn do mày đấy. Bây giờ bác ghét chị Thư ghét đi, việc gì bác phải vứt ảnh cưới như thế. Bố láo gì? Mày tao phải lề gì mày đầu xuống bùn luôn đấy. Mày gì đấy? Mày rửa sạch ảnh tao. Em vứt đâu? Mày xui dại bác vứt. Em không xui gì cả. Do mày. Mày xui rồi mẹ tao mới vứt. Ai mày nói thế thôi. Mày đứng cái. Mày em mẹ vứt đi á. Mày đứng nào ra xui dại gì cả. Bận hết rồi này. Bất cả gì tao nói mày không nghe tao. Tất cả mẹ có phần mấy mẹ đừng làm thế chứ mẹ. Mày vẫn nhỉ mặt ra. Bác quá đáng vừa rồi, ảnh cưới của ta kỷ niệm của người ta. Cháu không ngờ bác như thế luôn đấy. Ảnh thứ gắt đấy, kỷ niệm thế. Mày im mồm đấy. Bây giờ bác xem bác làm như thế được không? Bố láo không? Bác quá đáng lắm bác ạ. Bác chẳng hiểu mẹ nghĩ gì mà mẹ vứt ảnh cưới còn con đấy. Mẹ ghét con đàn mấy thì mẹ đừng làm thế chứ. Cho nó đi luôn. Mày đứng đắn làm người đấy thôi. Mày im mồm đi. Bẩn hết cả anh cưới luôn. Không hiểu bác suy nghĩ bây giờ rửa cái gì? Bây giờ rửa không sạch đâu đây này. Bây giờ để về xem rửa như nào. Hỏng rồi. Giờ rửa cái gì đây? Rửa cái gì mà rửa? Vứt toàn hôm kia là xong. Rửa gì mà rửa nữa? Mẹ không cho con cái gì mẹ nói thẳng mặt con. Sao mẹ phải làm như thế hả mẹ? Tao nói mày mặt mày cứ lì ra. Tao phải làm. Chưa thấy một người mẹ chồng là như mẹ luôn đấy. Ôi Thư. Nói gì ạ? Mẹ có đồng ý làm gì nữa? Không đi hôn đi. Mày nói gì đấy hả? Không là việc của tao. Ly hôn hay không là việc của tao. Là việc của mày. Mày xui dại bác ấy. Vứt ảnh cưới của tao như này đúng không? Này. Mày cứ yên tâm đi. Tao để ý cho mày đâu. Em không xui dại gì cả. Giờ bác đuổi nó rồi. Bác muốn ly hôn, bác vứt đi thôi. Mày im mồm vào đây. Mày đi bốn số này mà mày đâu, mày đi đâu? Mày đi đâu? Anh lẽ gì? Bác vứt thì em vứt đâu? Do mày xui dại. Thế thì sao bác đối xử với chị cháu như thế? Mày im mồm đi, mày quá đáng rồi. Ôi bố ra. Bố ra. Ok ạ. Ok bác. Bố ra. Ra. Ok ạ. Anh đã trao em hơn cả một tình yêu. Anh thương em như chiếc ôn vùng dài. Anh thương em thương những đêm dài. Em hạnh phúc bên người mới. Bác quá đáng đi. Bác đừng để cháu nói chuyện với bố cháu nha. Bác quá đáng vừa rồi nhá. Cháu không ngờ bác loại con người như thế luôn đấy. Bác không còn tính người nữa rồi. Đi đấy chú ơi. Ôi chị ơi. Mất cả ảnh rồi. À, quá đáng rồi. Con đi.
tiền cho chúng mình tích cóp với đi chụp ảnh cưới làm kỷ niệm với bà già hỏi bắt ảnh thế luôn. Một cái ảnh cưới bác như vậy luôn ấy. Ta vứt đi cương kỵ chứ. Đây này, lấy lên mang lên rửa. Ra. Đi ra đấy. Vứt ảnh cưới đi. Giờ rửa gì đây bạn hết rồi. Cái này không rửa được đâu, hỏng hết rồi. Hỏng hết rồi anh ạ. Xuất sát hết rồi, làm sao mà ấy được. Cái này hỏng hết rồi. Cái này bây giờ càng bây giờ còn không nhìn thấy ảnh cưới đâu luôn này. Sạch chứa không thấy vận mũi đâu luôn ấy. Này giờ toàn bùn. Hỏng hết rồi, gần lâu càng hỏng. Anh ơi thử mang ra đâu anh rửa xem nào, có đồ có sự thật không? Đúng rồi, biết. Cái thế bây giờ con Phương Anh kia chắc là nó xúi dạ bác đúng không? Nó xúi dạ là bác, mà anh chú con đấy nó xúi thôi chứ bác làm gì, bác làm như thế đâu. Bác ghét thì ghét thôi chứ việc gì phải vứt ảnh như này. Đúng rồi. À do con đấy. Con đang ở nhà. Anh này hỏng rồi, bây giờ nhá. Này, vỡ hết rồi này. Này, vỡ hết rồi này. Như bạn nhìn này. Vỡ luôn này. Vỡ hết rồi này. Hỏng hết rồi luôn. Hỏng hết rồi. Bên kia còn lõm kia. Cái này lõm hết rồi này. Nhìn này, cháy rồi này. Cháy rồi. Vỡ hết rồi. Ôi. Bây giờ ấy, nó vứt như thế làm sao mà còn ảnh cưới được. Ảnh cưới này mới mua mà. Tôi với Thư mới mua mà. Mới về còn chưa được bao lâu đã mang đi vứt rồi. Đây anh em thì lau lau cho anh em nhìn không là mấy anh em bảo. Đây ảnh cưới mà anh em, đây ảnh cưới của tôi với Thư này. Mày mời thấy chưa? Ảnh cưới này là tôi với Thư mới cưới một được có 2 tuần thôi. Bây giờ nó vứt đi như này. Trời ơi sao cũng nặng thế. Bóng hết luôn anh ạ. Bóng hết luôn đúng không? Bóng hết rồi anh ơi. Rồi nó hỏng hết rồi. Bây giờ ra kia rửa còn gì nữa đâu. Bây giờ cố nạn thật sự luôn, mẹ càng ngày mẹ càng quá đáng ấy. Bác bây giờ càng khuyên bác càng làm quá ấy. Hôm nay Phương Anh nói gì, mẹ tao tức lắm ấy, mẹ tao mới làm như vậy chứ. Thì hôm nay chắc là nó kiểu là nó định vợ mẹ bạn, kiểu nó nói đểu ấy, nói xấu bạn ấy trước mặt mẹ bạn ấy. Hôm nay tớ bảo là tớ về nhà tớ lấy đồ thôi, tớ với anh kia mới về nhà tớ. Vừa về một cái đã xảy ra chuyện rồi. Lúc tớ rửa đâu ra chuyện này, ở đây ít nước lắm. Đi mang về nhà. Mang về nhà rửa rồi. Mang về nhà rửa đi anh. Mang về nhà sợ nó bùn nó bám vào lâu ấy, cái nó khô ấy. Cái thằng sao giờ nước này không có. Bây giờ tạm. Cho anh một cái dép để anh rửa cái. Đây anh. Để anh xuống anh rửa nhiều cái ốc quá. Ôi đưa ốc lắm không ạ. Cẩn thận đi anh ạ. Đây là mọi người này, nhìn này đây. Ảnh cưới của mình mà mẹ mình vứt như này. Không ngờ luôn, ngờ bác luôn. Ủa hỏng hết rồi. Bóng hết rồi mà. Em đi nhấc lên đừng để cho xuống nước. Ui, bóng hết rồi. Bóng hết rồi. Bóng hết rồi mọi người ạ. Mình gấp bóng hết rồi. Không biết này rồi. Bóng hết luôn. Mẹ tôi càng ngày càng quá đáng. Mẹ bạn quá đáng thật. Ảnh cưới như này bây giờ vứt đi. Cũng hiểu suy nghĩ gì, bây giờ con dù gì cũng là con của anh. Bây giờ làm gì có tiền mà làm chụp loại ảnh cưới mới. Bây giờ vứt đi kiêng lắm. Không, vứt đi là kiêng mà. Người ta kiêng trường, kiêng vứt ảnh cưới ấy. Bây giờ cưới nhau xong vứt ảnh cưới kiêng lắm chứ anh. Mang về á? Mang về cất đi chứ bây giờ. Để cho bác nhìn thấy bác lại vứt tiếp đấy. Phải cất giấu đi chứ. Nhưng mà rõ ràng tại sao mà anh với em ấy giấu đi rồi mà bác vẫn biết nhở? Chắc là chắc nghĩ chỉ có con trong là... anh nó rình, nó nhìn thấy ấy. Do nó rình mà anh giòn quần đấy. Bạn đi bận việc suốt ngày có nhà đâu, nó chả rình, chả lấy ảnh nó vứt đi. Loại con mặt dày này nó không biết liêm sỉ sao ấy. Tình người đâu, hay là dồn sang nhà em, bây giờ mang sang nhà em. Bây giờ mình làm nào bây giờ chứ, ảnh cưới này hỏng hết rồi. Thì mang đến cái chỗ tiệm rửa sửa thì ta chỉ sợ không. Nhưng mà vứt ảnh cưới này đi kiêng lắm, đen lắm. Vứt được đâu. Đen lắm, biết là chỉ các bạn ơi biết chỉ có đồ gì vứt được không? Đồ người mất thôi. Cái này giờ anh cưới vứt là kiêng cử lắm nha. Đang sống với nhau tự nhiên lại vứt cái ảnh cưới này đi, kiêng kỵ lắm chứ. Một đời anh với chị Thư cưới nhau một lần thôi. Bây giờ
mối ảnh cưới như thế mà bác cũng vứt được. Em không hiểu bác suy nghĩ kiểu gì luôn ý. Ừ, bác lại sống như thế luôn. Ảnh cưới cũng không tha, cũng ấy vứt đi. Ngờ luôn. Thôi đi về đi, lấy xe đi. Lấy xe đi Dũng, về đi. Lấy xe đi, biết lấy xe đi. Đi tới đây ngồi cho đỡ lắng. Đi tới đây ngồi cho đỡ lắng, đứng tới đây ngồi cho đỡ lắng. Vâng. Lấy xe đi về rồi là sau. Về đã thì giờ mọi chuyện thì vợ cố gắng lên, chồng không bao giờ chồng bỏ vợ đâu. Bây giờ chúng mình có khổ thế nào, chúng mình có bên nhau nào, chúng mình ở với nhau là được rồi. Nên anh khuyên mẹ còn vứt, không biết là còn cái gì mẹ vứt của em nữa. Tôi bây giờ chỉ biết vậy tôi chưa lần nào giờ. Mẹ thì mẹ đã như thế rồi, mình phải cố gắng mình sống sống tốt vào chứ bây giờ mình càng như này á, mẹ là càng thấy vui ấy. Ừ, phải cố gắng sống gì là phải chứ. Cố gắng lên bây giờ mới cưới nhau mà. Chỉ cứ như vậy không có anh kia nó càng cười càng thấy gì nó càng cười to à. Ngồi xuống cho đỡ lắm. Chỉ ngồi xuống giờ anh cưới vứt đi hết như này, khốn nạn thật sự luôn đấy các bạn ạ. Không hiểu sao bác Túc lại nghe lời nó vứt anh cưới của anh chị đi. Bây giờ hỏng hết rồi. Hỏng hết rồi, rách hết rồi. Bong chóc hết rồi mọi người này. Bong chóc hết rồi. Nát hết ở phần cạnh. Giờ không biết làm sao đây.